Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Honda CRF 300L Enduro Pro 2013 ra mắt thị trường Đông Nam Á. Đối với thị trường Thái Lan, hãng Honda giới thiệu một cái phiên bản CRF 300L Enduro Pro 2023. Nó lấy từ cái mẫu đạch CRF 300L làm cơ sở. Phiên bản Enduro Pro Edition bổ sung thêm cho tất cả các loại phụ kiện để nâng cao khả năng off-road. Bắt đầu từ cái phần đầu quả, phiên bản Honda CRF 300L Enduro Pro 2023 nó bọc với những họa tiết tem thương hiệu ống xả nổi tiếng Yoshimura cùng với Rust và H2C. Các logo không chỉ đơn thuần là trang trí mà phản ánh những cái thiết bị đã được trang bị cho phiên bản CRF 300L Enduro Pro 2023 tại thị trường Thái Lan. Các thông số kỹ thuật khác thì vẫn được giữ nguyên sau phiên bản tiêu chuẩn, với một hệ thống treo lò phục hành trình ngược phía trước với cái đường kính là 43mm, đi cùng với cái phía sau là monoshock liên kết Rorin. Cái khoảng sáng cầm chiếc xe dựng ở mức là 244m, trong khi chiều cao yên dựng ở mức là 830mm. Nói về sức mạnh đến từ động cơ xăng đơn, dung tích thật là 286cc, DOC là mát bằng chất lỏng, hộp số 6 cấp ly hợp chống trượt. Hệ thống phanh được trang bị phanh đi đơn phía trước kè phía sau, trong khi bình xăng dung tích là 7,8 lít. Ngoài cái phiên bản cơ sở CF 300L 2023, nó còn có thêm một biến thể Ready với một bình xăng dung tích là 12,8 lít lớn hơn rất nhiều, đèn pha cụ thể cho từng mẫu xe. Các tấm thân xe, đồ họa thì cũng khác nhau. Còn về mặt giá cả, cái chiếc Honda CF 300L Enduro Pro Edition 2023 thì có mức giá bán là 169.600 bạc Thái, đổ ra tiền Việt tương đương là 108 triệu Việt Nam đồng. Trong khi cái phiên bản biến thể Ready mức giá thì đắt hơn, 172.200 bạc Thái, đổ ra tiền Việt nó tương đương là 109 triệu Việt Nam đồng. Trong khi cái chiếc Honda CF 300L phiên bản tiêu chuẩn 2013 thì có mức giá 145.800 bạc Thái, tương đương nó chỉ có 93 triệu Việt Nam đồng. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp nhấn like, subscribe.